Anh có bận đó không anh? Không. Em ăn. Đây. Hiền cho chị có món quà với Hiền. À, một cái chỗ cũng được không? Cho nó quay nghe, đừng cho đứng một chỗ. Ừ. Đấy. Nhưng mà em kêu chiều em về em ăn mà. Con đây sợ máu. Con đây sợ máu. Quay cho em chị luôn, quay khó quay. Chưa vậy? Không biết. À, đi nhanh quá à. Cái ta chỉ nó hình như là tre sao á, cái máu của chị á, chị lắc đủ hướng mà lắc. Chị xíu à. Nghĩa đó, ông đưa cái tay mà mình chẳng thấy luôn á, đưa qua đưa lại đó mà ông đưa xì ngang, ông đưa mình không thấy, ông đưa luôn, thấy tưởng tượng như ông ngồi biết một chỗ vậy đó. Chị nhỏ ở đây xíu nữa lên làm lại cho dì bán đây với nha. Hả? Ở đây xíu nữa làm khách. Sống cho chị chứ lên đây chứ ngầu cũng cho mốt. Xíu gì lon gì lon. Tiền gì lon chưa? Cái nhỏ hả? Thôi, cái nhỏ nó không, 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 đi. Cái kia nằm bên hông kìa. Kéo qua cũng được không thì nó lướt qua. Chị nhắn giữ đi cái nút. Còn bây giờ bình thường hết á. Ừ, bây giờ bình thường hết. Rửa đã, chờ chị chờ hắn rửa cái chị quay từ bên em quay qua cái lại chỗ hắn quay, hắn đang quay video á.
Chi mà đợi trời. Quay đi nhà, quay đi nhà. Sáng nay thấy hiện nò cũng sợ sắp lớn. Chắc ngủ sớm không quen. Mày có ngủ sớm mà giữ cho cái độ chị nằm trước cho không khỏe. Do chị hỏi biết xong chưa? Có ngón đó nè, chỉ không bớt, chỉ không kê vô, chỉ đỡ ra vậy luôn. Thành ra che, chỉ lồn vậy là họ đỡ đau á. Nhưng mà cái đó là lúc nãy bình thường thôi, còn quay mà đỡ kia đó là che hết. Thank you.
sữa chứ không cấy chứ không cấy. Này cái chạp này nó lại sưng lên, nó lại chẳng thấy cục mụn đâu.